Xin chào tất cả các bạn, mình là Trung Tính, nhân viên kỹ thuật của công ty Catcher. Sau đây, mình xin hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và khắc phục một số lỗi cơ bản thường gặp đối với máy. Lỗi 1, máy không chạy, không hoạt động. Đối với lỗi này, chúng ta cần kiểm tra nguồn điện tại khu vực sử dụng. Nếu ổ cắm vẫn có điện mà máy vẫn không hoạt động, thì máy có thể gặp các trường hợp sau: hư công tắc cắt áp bên trong máy, hư công tắc cơ. Các bạn cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được kiểm tra và sửa chữa. Lỗi 2, máy chạy nhưng áp lực thiếu. Đối với lỗi này, chúng ta cần kiểm tra nguồn nước cấp đầu vào cho máy. Nước cấp có thể không đủ hoặc đầu lọc bị tắc. Chúng ta cần cung cấp đầy đủ nước và vệ sinh đầu lọc. Nếu cấp nước đầy đủ liên tục và lọc ra được vệ sinh mà áp lực ra còn yếu, có thể văng một chiều bên trong đã bị kẹt. Trường hợp này, các bạn cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được kiểm tra và sửa chữa. Lỗi 3, máy bị chảy nước bên trong hoặc nhớt bị vào nước. Đối với lỗi này, nguyên nhân do bị hư bộ phận bên trong. Các bạn cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được kiểm tra và sửa chữa. Lỗi 4, đèn xanh nhấp nháy. Đối với lỗi này là do chúng ta không tắt máy sau khi sử dụng trong vòng 30 phút. Chúng ta chỉ cần tắt máy và bật lại là được. Lỗi 5, máy bật tắt liên tục. Có thể đến từ các trường hợp sau: bị rắc orange dây áp lực bị bể, thủng hoặc rắc, hay máng xuống bị rỉ nước. Đối với các trường hợp này, các bạn cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được kiểm tra kỹ hơn và sửa chữa. Lỗi 6, máy không tự ngắt khi nhả cò súng. Có thể đến từ các nguyên nhân sau: không cấp nước đủ cho máy hoặc không đều, dây ống áp lực bị rắc hoặc bị thủng, máng xuống bị hỏng hoặc nước chảy trong thân máy. Đối với các trường hợp trên, chúng ta cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được kiểm tra kỹ hơn và thay mới phụ kiện. Như vậy, mình đã hướng dẫn xong các bạn cách kiểm tra và khắc phục một số lỗi cơ bản thường gặp đối với máy phun rửa áp lực cao HD10-25-4S. Các bạn có thể áp dụng tương tự cho các model còn lại. Chúc các bạn thành công. Casio makes a difference.